Xin chào quý vị. 30 tháng 4 năm 1975, một ngày chúng ta bắt đầu cuộc sống lưu vong. Xin quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh, Một Lần Tin. Thank you.
nghe rằng lệ khóc cho người tình ở lại quê. Lần cuối siết tay nhau, lần cuối không còn đó bao đoạn đường, còn đó bao đoạn tình bỏ lại sau lưng.